Cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các quận huyện sở ngành để tiếp tục triển khai các giải pháp trong thời gian tới. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các thành viên Ban chỉ đạo. Một trong những nội dung chính tại cuộc họp là thành phố nghiên cứu triển khai các giải pháp phòng chống dịch giai đoạn mới khi Đà Nẵng đã cơ bản khống chế được dịch bệnh COVID-19. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh đây là cuộc họp mở rộng của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng với sự tham dự của Bí thư, Chủ tịch các quận huyện tại điểm cầu trung tâm hành chính nhằm bàn và triển khai các giải pháp cụ thể về công tác phòng chống dịch thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định đây là giai đoạn quan trọng, cần phải tập trung và tỉnh táo, nhất là trong vấn đề ngăn chặn dịch bùng phát và lây nhiễm trở lại. Cuộc họp cũng tập trung vào hai điểm nóng phát sinh tại quận Hải Châu và Liên Chiểu, trong đó tiếp tục triển khai công tác truy vết, xét nghiệm để có thể sớm thu hẹp được vùng dịch, bảo đảm chia tách hoàn toàn với các vùng xanh trên địa bàn, không để phát sinh lây nhiễm chéo. Các địa phương cũng cho biết công tác tiêm chủng vẫn đang đạt tiến độ được giao. Công tác kiểm tra xử phạt các quy định phòng chống dịch được triển khai chặt chẽ. Nhiều ý kiến cũng đề nghị siết chặt hơn nữa công tác kiểm soát tại các chốt cửa ngõ thành phố, xây dựng phương án chặt chẽ trong trường hợp mở cửa lại các chợ đầu mối trên địa bàn. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh sẽ ưu tiên tập trung nguồn lực chống dịch tại ba địa phương Hòa Vang, Liên Chiểu và Hải Châu, đồng thời đề nghị các địa phương rà soát lại chặt chẽ về danh sách nhận các chính sách hỗ trợ của thành phố, đảm bảo tính công bằng, tránh trường hợp bị sót, bị thiếu. Về các giải pháp phòng chống dịch sắp tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh lưu ý. Thì chúng tôi sẽ sớm có chỉ đạo sớm về các địa phương, nhưng mà trên tinh thần là dù có biện pháp nào đi nữa, thì các địa phương chúng ta cũng hoàn toàn chủ động và triển khai các biện pháp mà trước đây chúng ta đã làm có hiệu quả. Chúng tôi không nhắc lại, dù cái phương án nào đi nữa, thì cái tính chủ động, cái tính quyết liệt của các địa phương là luôn luôn để đặt lên hàng đầu. Chứ còn không có thay đổi gì về mặt biện pháp đâu. Cho đồng chí là lưu tâm chỗ đó để mà chúng ta chủ động triển khai trong thời gian đấy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng cho biết từ ngày mai, ngày 23 tháng 9, các địa phương sẽ bắt đầu lại kế hoạch xét nghiệm 50% hộ gia đình. Ngành y tế phải đảm bảo an toàn chống dịch tại các điểm lấy mẫu này.